Chương 26, kẻ đánh lén, ông tỉnh rồi ạ. À. Thu lại quyền cước, Diệp Thành quay người mới nhận ra vẻ mặt thất thần của Trương Phong Niên. Cháu. Trương Phong Niên há hốc miệng, không nói nổi nên lời. Ông ta từng là trưởng lão của hàng nhạc tông, ông ta biết rõ sự lợi hại của roi lửa thế nào, cho dù có linh dược trị thương thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục. Hôm qua rõ ràng ông ta cổng Diệp Thành mình đầy thương tích, máu thấm toàn thân, vậy mà mới qua một đêm những vết thương trên cơ thể diệp thành không những biến mất mà hắn còn xuất hiện với bộ dạng khỏe mạnh cường tráng lúc này cho dù là ai trông thấy cũng sẽ kinh ngạc thấy trương phong niên thất thần như vậy diệp thành khẽ cười ông à ông lại cứu cháu một lần nữa rồi vết thương của cháu đều khỏi cả rồi à cháu nói da cháu dày mà không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi trương phong niên rõ ràng rất kích động ông ta cũng coi diệp thành như người thân của mình lúc này thấy diệp thành không vấn đề gì thì hòn đã nặng trĩu trong lòng như được trút xuống nào nào tức cái này cẩn thận nhé sau hồi kích động chỉ thấy bàn tay già nua của trương phong niên thọc vào ngực áo sau đó ông ta run rẩy lấy ra một cái túi gấm to bằng bàn tay nhét vào tay diệp thành diệp thành lấy làm lạ nhưng hắn vẫn nhận túi gấm kia đợi tới khi mở ra hắn mới phát hiện bên trong túi gấm chỉ có một tấm linh phù trên linh phù còn khắc toàn những phù văn chằng chịt và hai chữ viết hoa rõ ràng Thiên Linh. Thiên Linh chú. Diệp Thành nhìn ngay sang Trương Phong Niên. Trương Phong Niên gật đầu cười niềm nở. Ông ta biết mấy ngày gần đây Diệp Thành đã va chạm với quá nhiều người. Truyền Thiên Linh chú cho hắn cũng là hy vọng Thiên Linh chú này có thể giúp hắn thoát nạn trong những thời khắc quan trọng. Tiền bối, món quà này thật sự quá quý giá, xin đừng trách vãn bối không thể nhận. Diệp Thành rõ ràng biết giá trị của Thiên Linh chú, hắn đưa túi gấm lại cho Trương Phong Niên nhưng bị Trương Phong Niên từ chối thiên linh chú cần chân khí mới có thể sử dụng, ta có nó cũng không làm được gì, Trương Phong Niên thở dài. Diệp Thành trầm ngâm hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thiên linh chú là một trong tam đại phù chú của hàng nhạc tông, có khả năng giam giữ chân khí của tu sĩ, vô cùng quý giá. Trương Phong Niên giữ nó lâu như vậy nên đã chịu không ít ấm ức. Có điều ông ta không giao nó ra. Đa tạ tiền bối đã tặng nó cho con. Con còn trẻ, tiếp tục cố gắng hết mình là được, Trương Phong niên vỗ vai Diệp Thành, cười niềm nở rồi rời đi. Sau khi Trương Phong niên rời đi, Diệp Thành mới rút tấm Thiên Linh chú ra. Thiên Linh chú chính là một đạo hoàng phù, hoàng phù được làm bằng giấy, những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng là trên hoàng phù còn khắc vô số phù văn rắc rối dị thường, mang theo luồng sức mạnh khác thường. Có thể phong ấn chân khí của con người trong khoảng thời gian ngắn. Thật là thứ hay ho, Diệp Thành lại nhét tấm bùa chú vào trong túi gấm hắn ăn uống nhanh gọng rồi thay bộ y phục mới sạch sẽ, mang theo thanh thiên quyết trên lưng. Cháu à, cháu. Trương Phong Niên định nói gì lại thôi. Ông ta biết Diệp Thành muốn lên núi tìm người tính sổ, trong đôi mắt vẫn đục của lão già rõ vẻ lo âu. Đại ca, huynh chấm h u i n h đừng lên kia, đến cả hổ ba cũng có thể nhận ra, cậu ta cúi đầu, đôi tay xoắn lấy áo quần. Biết Diệp Thành lần này đi thì chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí có thể sẽ chẳng bao giờ quay về nữa yên tâm, ta không sao đâu, Diệp Thành cười xòa. Ra khỏi tiểu linh viên, Diệp Thành khoác lên mình bộ hát bào, cả cơ thể ẩn trong lớp áo bào đen khiến người ta không nhận ra dáng người. Hắn ta cứ thế leo một mạch lên núi Linh Hàng Nhạc Tông rồi đi tới ngọn núi phía sau. Tìm một nơi bí mật, Diệp Thành cho thanh thiên khuyết vào trong túi đựng đồ, sau đó dùng tay chắc lớp bùn đất lên mặt rồi xòa đầu cho đầu tóc rối bời, đến cả y phục cũng bị hắn xé cho nát tương. Lúc này, trong hắn chẳng khác gì tên ăn mày hành khất, rất khó có thể nhận ra đây là Diệp Thành. Làm xong xuôi, Diệp Thành mới núp sau bụi cây rậm rạp, thu lại khí tức trên cơ thể vì làm vậy thì kể cả có đệ tử tới núi Hái Linh Thảo cũng sẽ không thể nhận ra nơi này có người ẩn náu được. Các người chơi ông đây sau lưng. Ông đây chơi với các người đến cùng, trong lùng cây, Diệp Thành nhếch miệng cười lạnh lùng. Nói rồi, hắn không quên rút một cây gậy đen bên trong túi đựng đồ ra mọi thứ hắn làm với mục đích quá rõ ràng, chính là ôm cây đợi thỏ, hắn phục sẵn ở đây âm thầm đợi đệ tử của địa dương phong xuất hiện, sau đó đánh úp. Chẳng mấy chốc, mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện. Tên đệ tử của địa dương phong mặc đồ trắng, tu vi chừng tầng ngưng khí thứ năm nhưng lại vênh váo vô cùng. Ngươi, còn các ngươi, đi sang chỗ khác. Chỗ linh thảo này là của địa dương phong bọn ta, người này vừa tới đã nạt nộ các đệ tử với tu vi thấp hơn. Nhìn, nhìn cái gì? muốn chết à mau cút các đệ tử ngoại môn hàng nhạc tông không phải đệ tử của tam đại chủ phong tu vi lại thấp nên đương nhiên bị bắt nạt không lâu sau đó các đệ tử ở khu vực này đều bị đuổi đi tên đệ tử mặc đồ trắng của địa dương phong đương nhiên bá chiếm khu này đúng lúc này diệp thành đột nhiên xông ra sát phạt về phía sau tên đệ tử mặc đồ trắng cảm nhận được có cơ gió lạnh thổi tới phía sau tên đệ tử kia cao mày ai Bản năng mách bảo khiến tên này quay phát lại, chỉ là hắn chưa kịp quay người hoàn toàn thì một cây gậy đen bằng sắt đã dán xuống, cứ thế nện thật mạnh vào sau đầu hắn. Tên đệ tử kia ngất liệm đi, cả cơ thể to kịch ngã vật ra đất, hắn còn chưa kịp nhìn ra ai đánh lén mình. Vả lại người đánh lén lại chỉ đánh đệ tử của địa dương phong. Khi màn đêm dần buông xuống, các đệ tử đi hái linh thảo mới ra khỏi núi, người nào người nấy xôn xao bàn tán về sự việc kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay đều là đệ tử của địa dương phong, chuyện gì thế không biết. Không phải là đệ tử của hai ngọn núi khác làm chứ. Ai mà biết được. Có điều chắc chắn không thể là Diệp Thành, hôm qua hắn bị đánh rất thảm, không thể bình phục nhanh như vậy được. Chương 27, Dương Đông Kích Tây, tới tối. Mười mấy đệ tử của địa dương phong đều xôn xao bàn tán. Là ai làm? Các hồng biết việc thì mặt tối sầm cả lại, đây chẳng khác gì việc bôi nhọ địa dương phong cả con khô nờ dê chấm ca hát ông biết ạ. À. Lúc chúng con tới thì các vị sư huynh đã bị đánh lén rồi, bên dưới các đệ tử đều bò rạp ra đất, không dám thở mạnh. Sư tôn, kẻ to gan đánh lén đệ tử của địa dương phong cũng chỉ có thể là tên Diệp Thành đó thôi ạ, à, có đệ tử lên tiếng quả quyết. Ngươi bị mất não à? Thấy tên đệ tử vừa lên tiếng. Các hồng bèn lên giọng nạc nộ, chịu hơn 100 roi lửa, hắn không chết đã là phúc phần lắm rồi, còn có thể đứng dậy nổi hay sao? Sư Tôn dạy phải ạ, à, hôm nay con quả thực không hề trông thấy Diệp Thành. Vậy, liệu có phải là người của Thiên Dương Phong và Địa Dương Phong không? Nghe vậy, các hồng hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh khiến người ta nhìn mà sợ hãi, trong đôi mắt hung hiểm kia hiện lên cái nhìn sắc bén. Điều tra cho ta, cho dù là ai, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả cái giá đắt. Lúc này, Diệp Thành kẻ chủ mưu mọi chuyện diễn ra sau núi đã quay về tiểu linh viên từ lúc nào? hắn nhanh chóng cởi chiếc áo choàng đen ra. Diệp Thành hành sự cẩn trọng, có thể nói là không để xảy ra sai sót. Thứ nhất, mắc áo choàng đen lên núi, không ai biết hắn là Diệp Thành, điều đó cũng có nghĩa rằng không ai nhìn thấy hắn, không ai gặp hắn lên núi, không lên núi có nghĩa rằng không có chứng cứ đổ tội cho hắn. Thứ hai, khi đánh lén trên núi hắn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng bùn đất chắc lên mặt, thay đổi dụng mạo, cho dù có phát hiện ra thì người ta rất khó nhận ra là hắn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, hôm qua hắn chịu hơn 100 roi lửa quật vào người, cho dù là ai thì cũng sẽ nghĩ rằng một kẻ chịu bằng ấy roi không chết cũng sẽ sống trong trạng thái hết sức thảm hại, không thể khỏe mạnh mà đánh lén người khác được. Mọi thứ đều trong tính toán của Diệp Thành. Sự thực cũng chứng minh rằng cách làm của hắn rất có hiệu quả. Chí ít thì cho tới lúc này, không ai nghi ngờ hắn. Sung sướng quá. Diệp Thành không nhịn được mà bật cười. Hắn lấy mười mấy túi đựng đồ ra để trên giường, số túi này đều là chiến lợi phẩm ngày hôm nay của hắn. Không thể phủ nhận đệ tử của địa đương phong rất giàu có. Những thứ cần có như linh thạch, linh dịch, linh thảo, huyền thuật bên trong túi đựng đồ không thiếu món nào, còn có một cái túi đựng đồ, bên trong chứa cả hơn hai 000 linh thạch. Đủ để ta đột phá lên tầng thứ tư, sau tràn cười sảng khoái. Diệp Thành uống sạch gần 60 bình ngọc linh dịch lượng ngọc linh dịch nhiều như vậy vào cơ thể giống như dòng nước thanh khiết chảy khắp các kinh mạch lớn nhỏ, còn chân hỏa trong vùng đan hải lúc này tuôn trào giúp Diệp Thành nhanh chóng luyện hóa linh lực dồi dào bên trong ngọc linh dịch. Cùng với ngọc linh dịch được luyện hóa xoay cuộn bên trong vùng đan hải, khí tức của Diệp Thành theo đó cũng mạnh mẽ lên rất nhiều. Lúc này, lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều nở ra, hấp thu linh khí của đất trời. Trên cơ thể Diệp Thành hiện giờ có chân hỏa bá đạo giúp hắn luyện hóa linh khí của Ngọc Linh Dịch và bên ngoài khí thế mạnh mẽ giúp tu vi của hắn được đẩy lên cảnh giới giữa tầng ngưng khí thứ ba và thứ tư. Tiến giới Tu vi của Diệp Thành trong chốc lát đột phá lên cảnh giới ngưng khí tầng thứ tư. Hắn không tiếp tục hấp thu linh lực bên trong linh thạch nữa, vì cảnh giới vừa đột phá cần thời gian củng cố, tiến giới quá nhanh cũng không phải là việc tốt. Lúc này, bên ngoài trời vẫn còn tối, Diệp Thành trở mình nhảy xuống giường, hắn lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo tràng đen, âm thầm đi ra khỏi tiểu linh viên. Có điều lần này hắn không lên núi Linh Hàng Nhạc Tông mà đi xuống núi, lao điên cuồng tầm một khắc mới dừng chân. Đây là một khe núi, không phải quá dài, chỉ tầm vài trăm trượng nhưng lại là con đường quan trọng dẫn vào khu rừng yêu thú. Vậy thì mục đích dịp Thành rất rõ ràng, hôm nay hắn không tới Hàng Nhạc Tông đánh lén nữa mà đổi vị trí chiến đấu, tới đây để đợi các đệ tử của địa dương phong vào trong khu rừng giết yêu thú. Về mặt binh pháp thì có thể hình dung cách làm lúc này của hắn chính là Dương Đông Kích Tây. Sau sự việc hôm qua ở ngọn núi đằng sau Hàng Nhạc Tông, hắn chắc mẩm các hồng sẽ âm thầm phái các đệ tử với tu vi mạnh âm thầm nấp sau núi để tiện bắt kẻ hành hung đệ tử của ông ta. Diệp Thành biết sau núi có Mai Phục, hắn đương nhiên không ngốc tới mức chui đầu vào rọ, cho nên hắn lựa chọn thay đổi vị trí. Ngày thường, những đệ tử của Hàng Nhạc Tông vào khu rừng này giết yêu thú nhiều vô kể, trong đó không thiếu người của Địa Dương Phong, Mai Phục ở đây chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Ở đây đi Diệp Thành lựa chọn một nơi ẩn náu bí mật nhưng lần này hắn không bôi bùn đất lên mặt nữa mà đeo một cái mặt nạ đầu quỷ. Không lâu sau, trời sáng tỏ. Diệp Thành ngồi dậy, hắn quan sát cẩn thận mọi động tĩnh ở vách núi. Chẳng mấy chốc đã có đệ tử của hàng nhạc tông xuất hiện nhưng không phải đệ tử của địa dương phong nên Diệp Thành không ra tay. Thời gian chậm chậm trôi, từng tốt, từng tốt đệ tử từ vách núi đi tới, lúc thì ba người một nhóm, lúc thì năm người một nhóm, tất cả đều làm thành đội đi giết yêu thú cuối cùng diệp thành cũng nhắm được mục tiêu nhìn về phía xa có một nhóm ba người đều là người của địa dương phong từ minh từ xa diệp thành đã trông thấy bóng người rất quen trong ba người kia đó chẳng phải là tên từ minh tính mua hèn kế bẩn với hắn hôm đó sao diệp thành biết mặc dù người gài bẫy hắn là các hồng của địa dương phong nhưng tên từ minh này lại là một tên tay sai nghe lệnh hành sự hắn đánh hổ qua là điều không thể chối cãi chỉ cần điểm này cũng đủ khiến diệp thành quyết không bỏ qua cho hắn rồi tiểu tử có nợ thì phải trả diệp thành cười lạnh lùng hắn lại lần nữa thu khí tức rồi im lặng chờ đợi ba tên kia lại gần trong ba tên tu vi cao nhất chính là tên đệ tử mặc đồ tím tu vi đạt cảnh giới ngưng khí đỉnh phong tầng thứ sáu tiếp theo chính là tên đệ tử mặc đồ xanh gầy trơ xương và tên có tu vi thấp nhất chính là từ minh chỉ đạt cảnh giới ngưng khí tầng thứ năm dương sư huynh Huynh cho rằng việc hôm qua là do ai làm, tự minh tỏ thái độ vâng lời với tên vận đồ tím. Có lẽ là người của hai núi khác. Cùng đi thôi. Nói rồi, cả ba tên cùng đi về hướng cửa hang. Thế nhưng, đúng lúc này, một thứ đồ màu đen xì từ đâu bay tới, nếu nhìn kỹ thì đây là một quả cầu bằng sắt to bằng quả trứng gà, cẩn thận, tên đệ tử mặc đồ tím đột nhiên lên tiếng. Hắn nhanh chóng rút linh kiếm trong tay áo ra và chém một đạo kiếm hình bán nguyện trúng vào quả cầu sắt đen xì kia bụt. Tiếng nổ vang lên. Quả cầu kia vỡ tung, khói đen dày đặc nhanh chóng lan ra, bao trùm khắp một khu với bán kính rộng gần 20 trượng. Đáng chết, là đạn khói, trong màn khói đen mờ mịt có tiếng mắng chửi vang lên. Chương 28, hai con cá lớn, không sai, thứ mà Diệp Thành ném ra chính là đạn khói, một món đồ mà hắn có được từ lão già lưng gù. Vốn dĩ hắn không định dùng tới đạn khói, chỉ là đối phương có tới ba người, có trời mới biết có xảy ra sơ suất gì không, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định dùng đạn khói để che lấp tầm nhìn của bọn họ. "Là ai, cút ra đây cho ta." Trong làng khói đen, giọng nói lạnh lùng của tên đệ tử Địa Dương Phong vang lên. Bịch. Hắn vừa dứt lời thì lại vang lên tiếng gậy sắt đập vào phần sau đầu. "A!" À. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, một tên đệ tử lập tức ngã ra đất. Tên đệ tử mặc đồ tím thấy vậy lập tức ra tay tung một trưởng về phía có tiếng kêu vang lên. A. À. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đòn đánh của tên đệ tử mặc đồ tím không hề trúng Diệp Thành mà ngược lại trúng luôn vào tên đệ tử của địa dương phong khiến hắn lộn nhào người. Giây phút này, Diệp Thành đã đứng ngay sau tên đệ tử mặc đồ tím, cây gậy của hắn dán thật mạnh vào phần gáy tên này. Quả không hổ là tu vi ở tầng ngưng khí đỉnh phong thứ sáu. Một gậy của Diệp Thành không khiến nên này ngất đi luôn. Thấy vậy, diệp thành nhanh chóng nện một gậy nữa lúc này tên đệ tử mặc đồ tím còn đang lắc lư thì ngã vật ra đất a à. sau khi hắn ngã ra đất xung quanh lại vang lên tiếng kêu lại một tên nữa bị diệp thành đánh cho ngất liệm tiếp sau đó lần lượt là tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên trong làn khói đen mờ mịt vốn dĩ đã nhìn không rõ bất cứ thứ gì lại thêm ra đòn đánh lén nên diệp thành đã đạt được kế hoạch cho dù là đệ tử của địa dương phong với tầng ngưng khí thứ bảy thì cũng bị một đòn của hắn đánh cho tới mức lão đảo siêu vẹo. Sau đó là một gậy khiến đối phương hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ Diệp Thành đã đột phá lên tầng thứ tư, cho dù là đánh trực diện thì hắn vẫn có thừa tự tin đánh lại với tám tên này, có điều vì tránh rắc rối không cần thiết nên Diệp Thành vẫn lựa chọn đánh lén. A. À. Sau tiếng hét thất thanh cuối cùng, tám tên đệ tử của địa dương phong đều ngã ra đất. Khói đen do đạn khói tạo ra vẫn rất dày, còn Diệp Thành đã lấy luôn cả 8 cái túi đựng đồ của 8 tên này, trong tay hắn còn một đoạn xích sắt, hắn đem đoạn xích này trói ba tên thật chặt. Sau khi ném bọn họ vào khu rừng đằng sau khe núi, trước khi đi, Diệp Thành không quên thổi cho mấy tên này một luồng mê hương hôn mê bất tỉnh phòng có tên nào đó đột nhiên tỉnh lại làm hỏng chuyện đại sự của hắn. Làm xong xuôi, Diệp Thành lại chạy tới khe núi. Chuẩn bị mai phục nhóm đệ tử tiếp theo của Địa Dương Phong trong buổi sáng, có từng tốt, từng tốt đệ tử của hàng nhạc tông hâm hở vào rừng. Trong thời gian này, Diệp Thành cũng đã ra tay vài lần thế nhưng đều chỉ bắt được những tên lạc vặt không ra làm sao, chỉ cần ập ra đột xuất, dán gậy xuống là đã khiến kẻ địch đổ gục, đỡ phải dùng đến đạn khói. Ngày hôm nay hắn đã đánh ngất hai mươi mấy tên đệ tử của địa dương phong, thu hoạch cũng không tồi, đủ cho hắn tiêu xài vài ngày trời. Sắc trời không biết tối dần từ bao giờ. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn ánh dương buổi chiều tà và quyết định quay về. Có điều hắn vừa đứng dậy đã thấy ở cửa hang có chân khí cuồn cuộn, hai bóng hình mơ hồ di chuyển từ khu rừng yêu thú tới, di chuyển từ xa tới gần, đi xuyên qua sơn cốc. Cảnh giới nhân nguyên, hai người, Diệp Thành lại lặng lẽ con người, chắc mẫm bắt được hai con cá lớn. Đợi tới khi tới gần, Diệp Thành mới nhìn rõ dung mạo của hai người này. Hai người một cao một thấp, người cao hơn Tên Vương Hoành, cao to lực lưỡng trong chân khí còn mang theo cơn thịnh nộ. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, chỉ cần nhìn là có thể thấy đây là tu sĩ có sức mạnh rồi. Người thấp hơn tên Tống Ngọc, trong hắn có phần ẻo lả, dáng người dong dỏng cao, mặt mày trắng trẻo nhẵn nhụi, người không biết còn tưởng hắn là một cô nương nữa. Thực lực hơi yếu hơn một chút, không sao, thấy Vương Hoành và Tống Ngọc vào phạm vi mai phục của mình, Diệp Thành liền lấy hai cây châm độc ra. Cảnh giới nhân nguyên hơn cảnh giới ngân khí, đánh bại bọn họ mà không để lộ thân phận là việc mà Diệp Thành cho rằng mình không làm được cho nên hắn quyết định dùng chút thủ đoạn hạ đẳng chứ không làm hại tới tính mạng bọn họ. Nghĩ vậy, Diệp Thành liền lấy một quả đạn khói ra. Cẩn thận, Vương Hoành và Tống Ngọc Quả là đề cao cảnh giác, thấy có vật dị thường đột nhiên bay tới thì lập tức rút linh kiếm ra. Bụt! Đạn khói nổ tung, làn khói mịt mù lại lần nữa lan tỏa. Là ai? Vương Hoành với cơ thể cường tráng lập tức nổi cơn thịnh nộ. Vút. Một cây châm độc rất mảnh bay trong không khí, đâm vào cánh tay Vương Hoành, thế nhưng hắn vẫn không hề có cảm giác nào. Ở một bên, Tống Ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn bị châm độc đâm trúng phần sau lưng và chẳng cảm nhận được có gì bất thường. Cả hai tên ngã ra đất, quay lưng lại với nhau và đẩy ra chân khí, làn khói cứ thế bay mịt mờ trước mặt. Chẳng mấy chốc, cả hai tên cảm thấy có gì đó bất ổn. Vương sư huynh, huynh có cảm thấy hơi choáng váng không? Tống Ngọc lão đảo. Đú nờ dê chấm tê a thấy hơi choáng, Vương Hoành quay đầu, chỉ thấy toàn thân rã rời. Châm độc của lão già lưng gù kia quả lợi hại, Diệp Thành thầm nghĩ, hắn trông thấy bộ dạng lúc này của Vương Hoành và Tống Ngọc thì không khỏi tặc lưỡi, tự nhủ ít dùng châm độc thì tốt hơn. Loại châm với tác dụng như vậy mà dùng ở đây thì có phần lãng phí. Bịch. Bịch. Cả hai tên bị đánh vào sau gáy, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Đừng trách ta, nên trách sư phụ các ngươi ấy, Diệp Thành đi ra, dùng tay lôi chân của hai tên kia, nhanh chóng nép vào rừng sâu trong núi. Bị đánh cả sao? Tất cả mọi người đều thắc mắc. Hành động thế này cũng kinh động thật đấy. Quần áo bị lột sạch, hung thủ ra tay thật hiểm. Chương 29, Xích Tiêu, Luyện Khí Quyết, Diệp Thành xoa xoa cầm, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó, khuôn mặt hắn vui mừng thấy rõ, vì bộ cổ quyển này ghi chép môn pháp luyện chế binh khí, bên trong giới thiệu chi tiết những vật liệu cần dùng cho quá trình luyện binh khí cũng như làm cách nào có thể luyện chế binh khí. Đây đúng là bảo bối, trong lòng Diệp Thành hân hoan. Đợi tới khi xem xong một lượt luyện khí quyết, Diệp Thành mới trầm ngâm hồi lâu, trong lòng dự định luyện chế ra một loại binh khí. Kiếm Thiên khuyết mặc dù dùng thuận tay nhưng lại quá nặng. Làm chậm tốc độ, ở thời khắc quyết định, nếu bỏ đi thanh Thiên khuyết thì tốc độ sẽ tăng nhanh hơn nhiều vậy thì nếu lúc đó có một binh khí sắc bén đương nhiên sẽ khiến diệp thành như hổ mọc thêm cánh nghĩ vậy diệp thành lại lần nữa lấy cổ quyển luyện khí quyết ra tư từ lĩnh hội hắn ngồi suốt một đêm tới sáng hôm sau hắn ăn vội chút gì đó rồi lại tiếp tục nhốt mình trong phòng mãi tới trưa hắn mới bỏ cổ quyển luyện khí quyết xuống luyện khí cần lửa đúng là được viết ra cho mình khóe miệng diệp thành mang theo nụ cười hắn thầm nhũ vương hoành có bao nhiêu thứ quý giá như vậy nhưng lại chỉ có thể trưng bày bởi hắn không có chân hỏa diệp thành vỗ vào túi đựng đồ thì liền có âm thanh vang vọng một linh khí phát sáng bay ra ngoài có linh kiếm có đại đao có trường thương cũng có đại trùy tất cả đều là bảo bối mà hắn có được sau khi cướp được của đám đệ tử ở địa dương phong lúc này hắn đem những binh khí này cho vào lò dùng những phần tinh túy nhất của chúng để luyện chế nói làm là làm Diệp Thành lập tức triệu gọi chân hỏa. Vì sự thay đổi của ý niệm nên chân hỏa cũng thay đổi hình thái, được Diệp Thành ngưng tụ thành lư lửa. Ngay sau đó, một linh kiếm phát sáng được hắn ném vào lư lửa, sau đó hắn thận trọng kiểm soát ngọn lửa, từ từ loại bỏ những tạp chất trong linh kiếm để có được phần tinh túy nhất. Chẳng mấy chốc, linh kiếm được chân hỏa với nhiệt độ cao nung tan thành dịch thể to bằng nắm tay. Dịch thể này sặc sở đủ màu sắc, linh kiếm không được coi là thượng phẩm, nguyên liệu luyện chế cũng không phải là hoàn hảo nên bên trong có lẫn quá nhiều tạp chất. Lúc này, khi được nhúng trong chân hỏa, toàn bộ tạp chất đều nổi lên. Ngọn lửa bùng lên, Diệp Thành không hề vội vàng, hắn chậm rãi loại bỏ những tạp chất bên trong dịch thể. Sau nửa canh giờ, những tạp chất vốn to bằng nắm tay đã được luyện hóa chỉ bằng cái móng tay. Mặc dù rất nhỏ nhưng lại là phần tinh túy nhất. Diệp Thành nghĩ bụng rồi gạt bay tạp chất to bằng móng tay kia ra ngoài một khi rời khỏi lư lửa dịch thể kia vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột lại quay về trạng thái thể rắn diệp thành nắm trong lòng bàn tay nó giống như tinh thể phát quang phát sáng trắng chắc vô cùng có khởi đầu tốt đẹp diệp thành càng thêm động lực lư lửa cứ thế bốc cháy ngùn ngụt một cái bố sắt được diệp thành cho vào trong sau đó hắn tiếp tục tôi luyện linh kiếm thời gian cứ thế trôi đi màn đêm bắt đầu buông xuống trong khoảng thời gian này diệp thành cũng thất bại nhiều lần vì không thể kiểm soát được chân hỏa khiến phần tinh túy nhất bên trong binh khí đều hóa thành tro bụi. Có điều hắn cũng không phải không có thu hoạch gì. Ở bên cạnh hắn, các viên tinh thể lớn nhỏ rất nhiều, đây đều là tinh hoa được luyện ra từ binh khí. Mãi tới đêm khu, Diệp Thành có thể luyện ra được toàn bộ tinh hoa của binh khí. Phù Hoàn thành bước đầu tiên. Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí, trên mặt hắn rõ vẻ mệt mỏi. Mới một ngày một đêm mà riêng mép đã mọc lẫm chẩm, mắt hằng lên từng đường vân máu. Tôi luyện ra tinh hoa của rất nhiều binh khí, hắn coi như hoàn thành được bước đầu tiên, tiếp sau đây còn phải đem những tinh hoa của các loại binh khí này dung hợp lại với nhau, sau đó nung bằng chân hỏa mới hoàn thành. Một chai ngọc linh dịch trút vào cơ thể, dịch thành bổ sung lại phần năng lượng tiêu hao đã mất rồi bắt đầu quá trình dung hợp ở bước thứ hai. Vẫn dùng lưu lửa kia. Diệp Thành đem toàn bộ tinh hoa của các loại binh khí đã tôi luyện ra được cho vào trong. Chẳng mấy chốc, dưới ngọn lửa bừng bừng của chân hỏa, tinh hoa bằng thể rắn kia lại lần nữa được nung chảy và dưới sự kiểm soát của Diệp Thành, nó không ngừng hòa vào làm một. Bước này không phải là khó, chỉ mất một canh giờ Diệp Thành đã hoàn thành quá trình dung hợp. Lúc này, trong bàn tay hắn là một khối sắc màu đỏ gạch, đây chính là trạng thái của nhiều loại tinh hoa sau khi dung hợp. Khối sắc màu đỏ gạch quả là bất phàm, sau khi dung hợp nó ánh lên từng ánh sáng đỏ, lại rất kiên cố, chắc chắn là nguyên liệu tuyệt nhất cho quá trình chế tạo binh khí. Thu lại khối sắc màu đỏ gạch kia, Diệp Thành bước ra khỏi cửa phòng, hắn nhảy ra khỏi tiểu linh viên, vì quá trình tôi luyện tiếp theo nhất định sẽ có tiếng động, hắn không muốn làm phiền trương phong niên và hổ qua nghỉ ngơi. Diệp Thành tìm một nơi bí mật, tiếp tục dùng chân hỏa ngưng tụ thành lư lửa, sau đó đem khối sắc kia cho vào trong. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thận trọng kiểm soát ngọn lửa và không ngừng tôi luyện khối sắt kia về hình cây kiếm. Đây là cả quá trình tiêu tốn rất nhiều thời gian. Diệp Thành mất 6 canh giờ mới có thể luyện ra được một thứ miễn cưỡng có thể coi là phôi kiếm, thân kiếm vẫn còn thô ráp vô cùng. Cho dù nói thế nào thì cũng ra hình kiếm rồi, Diệp Thành lau mồ hơi, tiếp tục luyện kiếm. Cả quá trình diễn ra rất lâu. Từ tối tới sáng. Rồi sáng lại tới tối đêm, cứ thế mất 3 ngày 3 đêm liền, Diệp Thành không hề ngưng nghỉ lấy một giây. Ở phía xa, một tảng đá to kệt sau khi trúng nhát kiếm vừa rồi thì bị chém như thanh đậu phụ một nát, thanh kiếm màu đỏ gạch sắc vô cùng. Từ nay mày có tên là Xích Tiêu, Diệp Thành khẽ lướt tay trên thanh kiếm, hắn thích thanh kiếm đến mức không nở bỏ ra. Đây chính là tâm huyết mấy ngày nay hắn bỏ ra, là thành phẩm binh khí đầu tiên hắn luyện ra được, đối với hắn vô cùng ý nghĩa. Cầm thanh thiên khuyết và Xích Tiêu, Diệp Thành mãn nguyện nằm trên một tảng đá ngày mai tiếp tục đánh lén, hắn nhếch miệng, không quên ngẩng đầu nhìn địa dương phong sừng sững trên núi Linh Hằng Nhạc Tông. Tính kế với ta, phải trả giá, Diệp Thành cười lạnh lùng. Từ sau khi đánh lén ở ngọn núi phía sau Hàng Nhạc Tông tới hôm nay cũng đã 5 ngày trôi qua. Diệp Thành chắc chắn các hồng đã lơ là cảnh giác, điều này cũng có nghĩa rằng thời cơ của hắn đến rồi, chương 30, ngọn núi náo nhiệt, sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng. Diệp Thành đã khoác lên mình chiếc áo choàng đen lên núi Hàng Nhạc Tông vẫn như lần đầu tiên, hắn đi một mạch ra đằng sau núi, sau đó mặc lên bộ y phục trách nát, làm cho đầu tóc rối tung và chát bùn đất lên mặt, xong xuôi mới trốn vào bụi cây rậm rạp. Làm nốt lần này thì nghĩ, vừa chăm chú quan sát đệ tử của hàng nhạc tông, trong lòng Diệp Thành vừa thầm đưa ra quyết định. Hắn tự nhận mình tính toán tỉ mỉ, kế hoạch chu toàn. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Diệp Thành không ngờ mình chỉ sơ suất nhất thời mà gây họa diệt thân. Trời sáng tỏ, bóng người xuất hiện ở ngọn núi đằng sau hàng nhạc tông ngày càng nhiều lên. Có điều, Diệp Thành nhận ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, đó chính là các đệ tử của địa dương phong hôm nay đi hái linh thảo không hề đi một mình hoặc đi theo nhóm ba người, năm người mà đi cả đoàn người rất đông. Hái linh thảo thôi mà còn phải đi cả đoàn như vậy. Trong bụi cây, Diệp Thành nhếch miệng cười lạnh lùng. Xem ra đệ tử của địa dương phong thông minh lên rồi đấy, chỉ sợ có người đánh lén sau lưng nên mới đi theo đoàn như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thành có phần phân vân. Mặc dù hắn tự nhận tu vi cảnh giới và thực lực hiện tại của mình không có gì phải kiên dè bất kỳ đệ tử nào của địa dương phong, cho dù bọn họ đi theo nhóm 3 đến 5 người thì Diệp Thành cũng tự tin có thể xử lý hết tất cả. Thế nhưng nơi này không phải khe núi, một khi không thể đánh ngất toàn bộ số người này trong cùng một thời điểm thì nhất định sẽ chút thêm phiền phức, càng có khả năng gây sự chú ý cho thêm nhiều người hơn, và đây chính là điểm mà hắn còn phân vân. Ừ. Đương lúc suy nghĩ, Diệp Thành trông thấy bóng hình rất quen từ phía xa với đôi mắt đỏ ngầu. Sắc mặt tối sầm muốn dọa người, như thể có người nào đó lừa hắn mất cả trăm linh thạch vậy. Nếu nhìn kỹ thì đây há chẳng phải là Triệu Long sao? Còn dám ra ngoài một mình, to gan đấy, trong lùng cây, Diệp Thành cười nhạt, hắn đã rút ra cây gậy sắt màu đen bên trong túi đựng đồ. Có điều Diệp Thành vừa cử động thì phát hiện ra Triệu Long cũng rút một cây gậy đen trong túi đựng đồ ra. Thấy vậy, hắn chợt sững người diệp thành không hề cử động mà thu người lại hướng ánh mắt về phía triệu long hắn thấy triệu long cầm gậy sắt đi một mạch ra phía sau đệ tử của thiên dương phong sau đó vung mạnh một cái tên đệ tử kia lập tức nằm bò ra đất ôi chao diệp thành há miệng thẫn thờ ai bảo đệ tử thiên dương phong các người dám bày mưu tính kế với địa dương phong bọn ta khi diệp thành còn đang thẫn thờ thì triệu long lại lần nữa vung gậy nện thật mạnh vào người tên đệ tử của Thiên Dương Phong khiến hắn ngất liệm đi. Hay đấy. Hai vụ đánh lén. Các hồng của địa Dương Phong tính hết tội cho Thiên Dương Phong rồi. Thấy cảnh này, Diệp Thành đang núp trong bụi rậm không khỏi dây dây tráng. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Mục tiêu của hắn là địa Dương Phong, không ngờ địa Dương Phong lại nhận định Thiên Dương Phong là hung thủ. Trong phút chốc, khuôn mặt Diệp Thành càng thêm thú vị hơn, hắn coi như hiểu ra vì sao hôm nay đệ tử của địa dương phong lại đi theo đoàn ra sau núi rồi bọn họ đâu phải tới để hái linh thảo rõ ràng đi như vậy để tiện bề đánh người khác a à. quả nhiên phía đông bắc vang lên tiếng kêu gào thảm thiết a à. lại là tiếng kêu gào vang lên từ phía tây bắc a à. tiếng kêu gào từ phía đông nam cũng vang lên a à. sau đó là tiếng kêu từ phía tây nam chẳng mấy chốc tiếng kêu hỗn loạn vang lên từ khắp các phía. Các đệ tử của địa dương phong mặt tái nhật, tên nào tên đấy rút ngay ra một cây gậy sắt màu đen. Ta xử lý hai tên thiên dương phong. Ta đánh được ba tên nhân dương phong. Ta đánh được một tên thiên dương phong, một tên nhân dương phong. Các đệ tử của địa dương phong đã báo cáo chiến tích của mình với vẻ mặt hoặc là phẫn nộ, hoặc là sảng khoái, hoặc là rất hưng phấn. Tản ra, triệu long vung tay, các đệ tử của địa dương phong lần lượt tản ra khỏi ngọn núi phía sau hàng nhạc tông. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Thành mới nhảy ra khỏi lùm cây. Hắn ho hắn gại gại tai, không thể trách ta được. Nói rồi, hắn khoác lên chiếc áo bào đen, chuồn ra khỏi ngọn núi phía sau hàng nhạc tông, nơi này chính là nơi thị phi, không thể ở đây thêm được. Hắn biết, nhiều ngày về sau, ngọn núi phía sau hàng nhạc tông sẽ không còn yên bình như trước nữa người của địa dương phong tưởng rằng kẻ đánh lén bên mình là đệ tử của nhân dương phong và thiên dương phong, còn nhân dương phong lại cho rằng thiên dương phong dở trò. Thiên dương phong cũng cho rằng nhân dương phong dở trò. Tam đại chủ phong ngoại môn hàng nhạc tông nghi kỵ lẫn nhau, âm thầm tranh đấu. Lúc này, cho dù người đánh trước là ai thì cũng rất khó có thể nói trước. Hai, Diệp thành dây tráng, tạo nghiệp mà. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng của mấy ngày tiếp theo, đệ tử của tam đại chủ phong tới sau núi hái linh thảo, chắc chắn sẽ mang theo cây gậy sắt màu đen. Ra khỏi ngọn núi phía sau hàng nhạc tông, Diệp Thành đi thẳng tới vạn bảo cát. Vừa vào trong, bàn đại hải đang tập trung nghiên cứu cổ thư phía quầy kệ liền ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thành, ông ta nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu, tiểu tử, ban ngày ban mặt, ngươi mặc cái áo tròn đen làm gì? Con may mắn thôi, Diệp Thành xoa xoa mũi. Hôm nào nói cho ta biết. Ta cũng đi nhặt xem thế nào, Bàn đại hải liếc nhìn Diệp Thành, ông ta không hỏi thêm nữa mà rút ra một cái túi đựng đồ ở bên trong áo ngực đưa cho Diệp Thành. Ngôn tình tổng tài, Diệp Thành nhận lấy, nhắc lại vào ngực mình nhưng không rời đi luôn mà hỏi bàn đại hải, trưởng lão, tàng thư các ở hàng nhạc tông chúng ta có mở cửa cho đệ tử thực tập không ạ? À? Ngày cuối cùng của mỗi tháng, chỉ có ngày hôm đó mới mở cửa cho đệ tử thực tập. Nói vậy là ba ngày nữa ạ? À? Diệp Thành khẽ giọng hỏi, sau đó quay người ra khỏi vạn bảo các. Sau khi Diệp Thành rời đi, bàn đại hải mới vuốt vuốt râu, trong mắt ông ta mang theo ý tứ, tên tiểu tử này đúng là quái thai, chương 31, xung phá, quay về tiểu linh viên, Diệp Thành tự nhốt mình trong phòng. Lần này hắn mua được rất nhiều tuyết ngọc lan hoa, hắn quyết định đem toàn bộ số tuyết ngọc lan hoa này để luyện chế thành ngọc linh dịch, mục đích là chuẩn bị cho lần đột phá lên tầng cảnh giới thứ năm. Chân hỏa xuất hiện, từng cây linh thảo được thả vào trong. Diệp Thành luyện một mạch tới khi màn đêm buông xuống. Sau khi uống một bình ngọc linh dịch hắn mới bắt tay vào việc. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau. Hôm nay hàng nhạc tông náo nhiệt vô cùng, nói đúng hơn là ngọn núi phía sau hàng nhạc tông náo nhiệt. Hôm qua, các đệ tử của Thiên Dương Phong và Nhân Dương Phong bị đánh ngất sau núi, Trung Lão Đạo và Thanh Dương Chân Nhân nổi trận lôi đình, lệnh cho các đệ tử đề cao cảnh giác đệ tử của hai ngọn núi còn lại, trong lời nói còn mang theo ý tứ cho phép đệ tử của mình xử lý đệ tử của phía đối phương. Nếu theo như những gì Diệp Thành dự liệu thì ngọn núi phía sau hàng nhạc tông sẽ trở thành chiến trường trong vụ tranh đấu của tam đại chủ phong, do vậy mới dẫn đến hiện tượng chỉ cần là những đệ tử đi hái linh thảo thì trong người đều mang theo một cây gậy sắt màu đen. Người đánh lén thì ta đây có chết cũng phải đánh trả. Gần như các đệ tử bị đánh lén đều mang theo tâm lý này. Dù sao cũng không thể để bản thân phải chịu thiệt, cơn ấm ức trong lòng khiến cho các đệ tử có suy nghĩ thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. A. À, a à. tiếng kêu gào thảm thiết đằng sau núi từ ngày mai vang lên tới tận tối khiến các đệ tử và trưởng lão của hàng nhạc tông đều khó hiểu tam đại chủ phong định làm phản sao từ nay về sau không được tùy tiện đi vào ngọn núi phía sau có trời mới biết hôm nào bị đánh lén muốn đánh ai thì đánh không đánh ta là được hết một ngày chỉ cần là những đệ tử tới ngọn núi phía sau thì gần như đều ôm phần sau gáy đi ra có người mặt mày sưng vù hoặc có người mình đầy dấu chân vết thương chi chích. Cuộc tranh đấu âm thầm phía sau núi ngày càng nghiêm trọng. Thời gian cứ thế dần trôi, cuộc tranh đấu âm thầm trở thành tranh đấu ngoài mặt, chiến trường từ ngọn núi phía sau Hàng Nhạc Tông chuyển sang Phong Vân Đài của Hàng Nhạc Tông. Thiên Dương Phong không lạc, ngươi ra đây cho ta, ta đợi ngươi trên Phong Vân Đài. Trời vừa sáng, đệ tử của Địa Dương Phong đã gửi chiến thư. Lời thách đấu của bọn họ gần như kéo theo sự phản ứng dây chuyền, giọng nói khiêu chiến vang lên không ngớt nhân dương phong nhạc khang, ông đây đợi ngươi trên phong vân đài. Địa dương phong triệu long, mẹ kiếp, ông đây đấu với ngươi đến cùng. Mẹ kiếp, đừng có mà chơi trò đâm sau lưng, có gan thì lên chiến đài. Giữa các đệ tử của tam đại chủ phong có tư thù riêng. Việc đánh lén đã trở thành mồi lửa cho cuộc khai chiến, cả một ngày trời, trên phong vân đài người ta đánh nhau sôi sụp đất trời. Cuộc khiêu chiến của bọn họ khiến phong vân đài vốn đã náo nhiệt lại càng trở nên náo nhiệt hơn đánh nhau nảy lửa, có lẽ từ ngày hàng nhạc tông lập phái đến nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng thế này. Tam đại chủ phong sao có thể hồ đồ mà đánh nhau như vậy chứ? Tư thù đã lâu, cho dù không có sự việc đánh lén thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến. Còn Diệp Thành, kẻ gây ra mọi chuyện lúc này lại đang ở trong tiểu linh viên chuyên tâm luyện chế ngọc linh dịch. Mùi thuốc thơm nồng bay khắp nơi. Thơm quá, hổ qua tròn mắt, đứng ngay ngoài cửa phòng Diệp Thành, cậu ta hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ căn phòng. Ngọc Linh Dịch, từng là trưởng lão của hàng nhạc tông, Trương Phong Niên đương nhiên rất quen với mùi hương này. Trương Phong Niên tỏ vẻ khó hiểu. Ngọc Linh Dịch thanh mát ôn hòa, còn mùi Ngọc Linh Dịch bay từ trong phòng ra lại mang theo khí nóng, rõ ràng là Ngọc Linh Dịch vừa ra lò, điều này khiến Trương Phong Niên trầm ngâm vuốt râu suy nghĩ hồi lâu. Đêm khuya, Diệp Thành mới mở cửa phòng đi ra. Hắn bước ra trong trạng thái lôi thôi lết thích, đầu tóc rối bời, mặt mày rõ vẻ mệt mỏi và ria mép mọc lởm chởm. Sau khi vương vai, cơ thể hắn vang lên từng âm thanh rắc, rắc. Ba ngày ba đêm, hắn đã luyện chế được hơn 100 bình ngọc linh dịch. Khả năng kiểm soát ngọn lửa, khả năng luyện chế ngọc linh dịch của hắn ngày càng thuần thục. Quát! Quát! Linh thú tiểu ưng có vẻ như chưa ngủ, nó vung cánh đi tới, cái đầu lông mượt như nhung chốc chốc lại gại gại vào người Diệp Thành. Vết thương của nó vẫn chưa bình phục hẳn, muốn bay lượn trong không trung ít nhất cũng phải vài tháng nữa mày đói à diệp thành khẽ vuốt vuốt đầu nó quát quát tiểu ưng với linh tính không tồi nó như nghe hiểu diệp thành nói gì rồi gật đầu lia lịa diệp thành khẽ mỉm cười hắn lấy cái túi đựng đồ ra lấy một miếng thịt và đưa tới trước mặt nó mắt tiểu ưng sáng cả lên nó ăn lấy ăn để tao giúp mày nhé diệp thành vuốt ve tiểu ưng sau đó trút một bình ngọc linh dịch vào cơ thể nó Ngọc linh dịch vào cơ thể, toàn thân tiểu ưng nóng rực, sức mạnh dồi dào đến bất chợt khiến nó ngẩng đầu nhìn diệp thành, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, chỉ sợ cơ thể nổ tung. Không sao, có tao, diệp thành miễn cười, triệu gọi chân hỏa. Thấy ngọn lửa, tiểu ưng có vẻ sợ hãi, nó có vẻ như biết được sự khủng khiếp của chân hỏa trong tay diệp thành nên cơ thể bất giác trung lên. Đừng sợ, diệp thành cho chân hỏa bao quanh thân hình tiểu ưng, sau đó ngọn lửa thâm nhập vào trong cơ thể nó giúp nó luyện hóa ngọc linh dịch. Quát, quát. Cơn đau đớn ập đến khiến cơ thể tiểu ưng nóng rang. Cơ thể run rẩy kia cứ thế hồi phục lại nguyên trạng còn ngọc linh dịch sau khi được luyện hóa tạo thành linh lực dồi dào giúp nó chữa lành vết thương. Không tới một khắc, đôi cánh thập khiển của nó đã có thể vung mạnh hơn và có thể bay trong không trung dù là có phần hơi khó khăn. Quát, quát. Con linh thú này rất nhanh nhẹn, vì được bay lại lần nữa nên nó không từ cơ hội cứ thế bay lượn một lúc lâu trong không trung mới đáp đất. Có lẽ vì mệt nên mới ngủ say. Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi, Diệp Thành xoa xoa đầu con chim. Sau đó quay người đi vào phòng hổ qua. Hổ qua thật thà chất phát, cậu ta nằm trên giường ngủ rất ngon lành, đương nhiên không phát hiện ra Diệp Thành đi vào. Tới bên giường, Diệp Thành kiểm tra cẩn thận cơ thể của hổ qua. Hắn phát hiện cậu nhóc này trời sinh linh khiếu bị tắc nghẽn, vài kinh mạch lớn đều chưa được đã thông chứ đừng nói tới việc mở ra đan điền. Một người có thể chất như hổ qua được định sẵn sẽ không thể trở thành tu sĩ. Thông thường, kinh mạch của con người đều thông mới có thể đã thông linh khiếu. Linh khiếu chính là cánh cửa dẫn tới vùng đan điền, chỉ cần linh khiếu được đã thông, đan điền được mở thì mới có thể hấp thu được linh khí của đất trời vào cơ thể và có thể trở thành tu sĩ thực thụ. Nhưng nếu như kinh mạch của con người bẩm sinh tắc nghẽn, muốn trở thành tu sĩ thì buộc phải có người đã thông kinh mạch toàn thân mới được. Lần đầu tiên xung phá, khuôn mặt hổ qua hiện lên nét đau đớn. Lại lần nữa. Diệp Thành cẩn thận từng bước, không dám sơ suất vì một khi không cẩn thận sẽ làm hại tới tính mạng hổ qua. Chương 32, Tàn Thư Cát, Trời Sáng Tỏ. Diệp Thành không hề nghỉ ngơi, hắn bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho Trương Phong Niên và hổ qua. Cánh cửa phòng mở ra, Trương Phong Niên cầm cây gậy đi ra trông thấy Diệp Thành thì cười ôn hòa, cháu dậy sớm thế. Cháu không ngủ được nên dậy à, Diệp Thành tươi cười. Một người cần cù như cháu quả là hiếm thấy. Tiền bối chê cười cháu rồi. Ông, cuộc nói chuyện của hai người bị hổ qua làm gián đoạn. Hổ qua trông có vẻ khác thường, đi tới bên Trương Phong Niên và Diệp Thành, cậu ta chỉ vào khí lưu xung quanh cơ thể mình và nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu, cháu làm sao vậy? cháu cảm thấy có thứ gì đó len lỏi vào cơ thể mình khiến toàn thân cháu ngứa ngáy linh khí trương phong niên nhìn hổ qua và ngỡ ngàng sao có thể trương phong niên thẫn thờ cháu cháu có thể tu luyện sao hổ qua ngếch đầu nhìn diệp thành và trương phong niên có thể có thể đương nhiên có thể rồi trương phong niên kích động từ nay trở đi đệ chính là một tu sĩ diệp thành vỗ vai hổ qua đệ là tu sĩ rồi đệ là tu sĩ rồi, hổ hoa nhảy nhót vui mừng, quả là một đứa trẻ ngây thơ. Hổ hoa cứ thế nhảy nhót một hồi rồi cuối cùng chạy tới phía trước linh thú tiểu ưng hoa chân múa tay, tiểu ưng, tao có thể tu luyện rồi, sau này tao có thể bảo vệ mày. Quát, quát. Tiểu ưng như nghe hiểu tiếng người, tiếng kêu của nó như hân hoan vui mừng. Trời có mắt, Trương Phong Niên cười vui, trong bóng dáng hổ hoa nhảy nhót mà sắc mặt cũng tốt lên nhiều. Diệp Thành ở bên lặng lẽ nhìn hổ hoa hắn cũng đang mừng cho hổ qua nhưng trong lòng hắn lại có phần mâu thuẫn làm như vậy có thực sự tốt cho hổ qua hay không con đường tu luyện của tu sĩ gian khổ hơn rất nhiều so với người phàm đã chọn bước đi trên con đường này thì có nghĩa rằng sẽ có tuổi thọ lâu hơn người phàm có điều điều đó cũng đồng nghĩa cuộc sống cô đơn hơn con đường của tu sĩ đi khốc liệt hơn diệp thành không biết việc tự thay đổi vận mệnh của hổ qua là đúng hay sai hoặc có lẽ khi hổ qua thật sự hiểu được con đường gian khổ của tu sĩ thì mới hiểu được làm một người phàm có cuộc sống tự do hơn tu sĩ nhiều lần. Diệp Thành ăn uống nhanh chóng rồi ra khỏi tiểu linh viên. Hôm nay hắn không mặc áo choàng đen nữa vì hắn biết lúc này hắn không cần phải che giấu gì. Đệ tử của Tam Đại Chủ Phong đã đánh nhau sức đầu mẻ tráng, cho dù hắn có tới núi Linh Hằng Nhạc Tông thì cũng rất khó có thể khiến cho người của Tam Đại Chủ Phong chú ý tới mình. Có điều, sự xuất hiện của hắn cũng vẫn kéo theo những ánh nhìn chú ý đây chỉ cần là đệ tử của hàng nhạc tông nhìn thấy diệp thành thì đều tỏ vẻ kinh ngạc chịu hơn một trăm roi lửa mà đã đã khỏi rồi hắn là yêu nghiệt sao toàn thân không có lấy vết thương mới có mấy ngày chứ cái gì khi nghe thấy diệp thành vẫn còn sống sờ sờ và rất khỏe mạnh xuất hiện doãn chí bình của giới luật dường đột nhiên đứng dậy trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc không chỉ mình hắn mà các đệ tử và trưởng lão của Thiên Dương Phong, Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong nghe được tin này cũng hết sức bất ngờ. Mới có mấy ngày mà vết thương đã hồi phục hoàn toàn, từ khi hàng nhạc tông lập phái đến nay chưa từng có người nào có thể làm được như vậy. Mau, 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 đệ tử của Nhân Dương Phong và Thiên Dương Phong lại đánh nhau trên phong vân đài rồi. Nghe nói vậy, đệ tử của Địa Dương Phong cũng đi theo. Nghe nói lần này còn có đệ tử với cảnh giới nhân nguyên tham gia chẳng mấy chốc từng nhóm người túng năm tụng ba đổ xô về phong vân đài điều này cũng có nghĩa rằng mọi sự kinh ngạc khi thấy diệp thành hồi phục đã bị việc đánh nhau trên phong vân đài xóa tan ngay lập tức cho dù cuộc chiến trên phong vân đài có kịch liệt thế nào đi nữa thì diệp thành cũng không dừng bước hôm nay chính là ngày tàn thư các của hàng nhạc tông mở cửa cho đệ tử thực tập hắn không muốn vì tò mò xem mấy trò náo nhiệt mà lãng phí thời gian đứng trước lầu cắt với khí thế hùng hồn diệp thành không dừng bước chân So với trước kia, tàng thư các của hiện tại tĩnh lặng hơn nhiều, đến cả bóng người xuất hiện ở đây cũng không có, có lẽ đều đã chạy tới Phong Vân Đài đi xem cuộc chiến cả rồi. Không có ai càng tốt, khó lắm mới được yên tĩnh. Diệp Thành khẽ mỉm cười rồi sải bước đi vào tàng thư các. Bên trong tàng thư các là một thế giới mới rộng lớn vô cùng, trên mỗi hàng giá sách xếp đầy cổ quyển, cũng phải hơn 100.000 quyển, tất cả số sách này đều do người của Hàng Nhạc Tông thu thập được người trông coi tàn thư các là một lão già râu bạc phơ. Đầu rối xù, người của hàng nhạc tông gọi ông ta là Hoàng Thạch Chân Nhân. Trưởng lão, Diệp Thành cung kính hành lễ. Vào đi, để lại thẻ bài thân phận ở chỗ ta, Hoàng Thạch Chân Nhân nhìn Diệp Thành một lượt từ đầu tới chân, khi nói chuyện còn để lộ ra bộ răng ngã vàng. Diệp Thành đưa thẻ bài thân phận rồi tiến vào trong. Trên các giá sách rất nhiều cổ quyển, hắn tiện tay lấy một quyển rồi mới phát hiện ra đó là một bộ cổ quyển giới thiệu về linh thảo diệp thành khẽ lắc đầu rồi đặt nó về chỗ cũ tàn thư cắt yên ắng vô cùng diệp thành thấy vậy thì vui mừng ra mặt hắn lựa tới lựa lui như đi mua rau từng cổ quyển được hắn cầm lên rồi lại đặt lại vị trí cũ qua ba canh giờ hắn không tìm được một bộ công pháp huyền thuật nào xem ra công pháp huyền thuật đều ở tầng trên diệp thành thầm nghĩ ở hàng nhạc tông đệ tử thực tập chỉ có thể vào tầng 1 của tàng thư các, dựa vào thân phận hiện giờ của hắn thì không đủ tư cách vào các tầng bên trên. Diệp Thành có phần thất vọng, hắn lại cầm một cổ quyển lên đọc. Hoàng Thạch Lão còn nhớ con không? Bầu không khí yên ắng của tàng thư các bị khuấy động bởi một giọng nói, xem ra lại có người tới tàng thư các rồi. Tiểu tử, còn dám trộn đồ ở đây, cẩn thận ta xử ngươi, Hoàng Thạch chân nhân mắng xối xả. Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ? ta vừa mới đến. Thiếu niên kia tùy hứng hỏi một câu sau đó bước qua. Thế nhưng vừa đi qua được hai bước thì bèn quay lại, cái mũi nhếch lên hít lấy hít để y như con chó đang ngửi mùi. Rồi rất nhanh sau đó, hắn ta ngửi tới người Diệp Thành. Chân hỏa. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ ti hí kia như cháy bừng lên ngọn lửa, cứ thế nhìn chầm chầm vào Diệp Thành. Ngươi có chân hỏa.